À, bây giờ Ly chuẩn bị Ly hát. Mà dù Ly hát cái tiếng Mông Cổ Ly không hiểu là gì. Gì mà Thôkơ Thôkơ Sikrơ Sikrơ Sikrơ. Ly không biết giới thiệu gì nhiều hơn nha. Ly sẽ cùng hát với lại những cái người nghệ sĩ dân tộc Mông Cổ. Tên họ rất là khó nhớ, không thể là mình phát âm được. Chắc nữa hết show thì mình sẽ giới thiệu từng người một cho mọi người cả nhà mình được biết ạ. Sikre 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 kinako.